Câu chuyện bà chúa tuyết. Một người đàn bà quá chồng, có hai cô con gái. Trong hai cô thì có một cô đã xinh đẹp lại siêng năng, còn một cô vừa xấu xí lại vừa lười biếng. Bà mẹ cưng cô xấu xí vừa lười biếng hơn, vì cô là con của bà đẻ ra. Mọi việc trong nhà cô kia phải đảm nhận, nên người của cô bụi bặm như cô lọ lem trong gia đình. Ngày ngày cô bé đáng thương ấy phải ra ngồi ở con đường lớn bên giếng mà kéo sợi. Cô phải kéo nhiều đến nỗi máu chảy rỉ ra. Có lần máu thấm vào đầu ống sợi, cô cúi xuống định rửa sạch sợi, nhưng tuột tay ống sợi rơi xuống giếng. Cô khóc lóc chạy về kể lể chuyện không may ấy cho dì ghẻ nghe. Dì ghẻ mắng cô thậm tệ, rồi nhẫn tâm bảo cô: "Ngươi đánh rơi ống sợi xuống đó thì ngươi phải xuống đó mà mò nó lên." Cô bé lại phải lội ra giếng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Trong lúc quá sợ hãi, cô liều nhảy xuống giếng để mò ống sợi. Cô bị ngất đi. Khi cô mở mắt và hồi tỉnh, thì thấy mình đang nằm ở trên một cánh đồng cỏ đẹp đẽ, ngàn hoa đua sắc dưới ánh nắng chói chang. Cô đi băng qua đồng cỏ thì tới một lò nướng bánh. Lò đầy ắp bánh mì. Bánh mì gọi cô: "Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra, hãy kéo chúng tôi ra, kẻo chúng tôi cháy mất. Chúng tôi được nướng chín xong từ lâu rồi mà." Cô gái lại gần lò bánh, lấy xẻng dở hết bánh ra. Sau đó cô lại tiếp tục đi. Cô tới một cây táo sai quả. Cây táo gọi cô: "Cô gái ơi, rung tôi đi, rung tôi đi cô gái. Táo của chúng tôi đã chín tất cả rồi." Thế là cô rung cây táo cho táo rụng. Táo rụng như mưa. Cô rung mãi cho đến khi cây không còn một quả. Cô nhặt táo xếp thành đống, xong lại tiếp tục đi. Sau cùng, cô đến một căn nhà nhỏ. Một bà cụ già răng to kệch ló đầu ra nhìn. Cô gái đâm hoảng tính chạy trốn, nhưng bà cụ gọi cô lại bảo: "Có gì mà phải sợ, cô cháu yêu quý. Ở đây với bà, nếu cháu làm mọi việc trong nhà đâu vào đấy, thì cháu muốn gì mà chẳng có. Cháu chỉ cần lưu ý dọn giường nằm của bà cho chu đáo và rủ giường cẩn thận siêng năng, để sao có lông bay ra thì mới có tuyết rơi xuống hạ giới. Bà chính là bà chúa tuyết đây." Bà cụ nói với cô bé với giọng hết sức thân mật và gần gũi. Cô bé cảm thấy dễ chịu nên bằng lòng ở lại giúp việc cho bà cụ. Cô cố gắng làm mọi việc theo ý của bà cụ dặn. Cô rủ giường của bà thật mạnh, để cho lông bay là tà khắp nơi như những bông hoa tuyết. Xứng với công khó nhọc của cô, bà dành cho cô một cuộc sống thoải mái, ăn uống sung sướng, không bao giờ nặng lời với cô. Ngày nào cũng món xào, món nấu ngon lành. Ở nhà bà chúa tuyết được một thời gian, cô bé cảm thấy buồn rười rượi. Mới đầu cô cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cô nhận thấy đó là do cô nhớ nhà. Mặc dù ở đây sung sướng hơn ở nhà muôn phần, nhưng cô vẫn tha thiết được về nhà. Sau đó cô thưa chuyện với bà chúa tuyết: "Thưa bà, lâu nay cháu buồn vì nhớ nhà quá. Dù ở dưới hạ giới, cháu không được sung sướng bằng ở đây.
nhưng cháu không thể nào ở đây lâu được nữa. Cháu muốn xin trở về nhà sống với bà con thân thuộc của cháu. Bà Chúa Tuyết nói: Cháu tha thiết đòi về nhà thì bà cũng vui lòng cho cháu về. Vì cháu đã hết lòng giúp việc cho bà, vậy để chính bà đưa cháu về nhé. Nói xong, bà cầm lấy tay cô bé, dẫn cô tới trước một cái cổng to. Cổng mở, khi cô vừa đặt chân tới thềm cổng thì có một trận mưa vàng lớn, tất cả vàng dính đầy vào người cô. Bà Chúa Tuyết nói: Cháu có được cái đó là do cháu đã làm lụng chăm chỉ. Rồi bà trao cho cô gái ống sợi mà cô đã tuột tay đánh rơi xuống giếng. Sau đó đóng cổng lại. Cô gái trở lại trần gian, thấy mình đang đứng cách nhà dì ghẻ không bao xa. Khi cô bước chân vào nhà thì con gà đậu trên thành giếng nó gáy. Kira, Riki, gái vàng gái bạc nhà ta đã về. Rồi cô vào gặp dì ghẻ. Vì người cô phủ đầy vàng nên dì ghẻ và em gái tiếp đón thật là niềm nở. Cô kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe. Dì ghẻ thấy con chồng trở nên giàu có nên cũng muốn cho cô con gái xấu xí và lười biếng của mình cũng gặp may như vậy. Cô ta cũng ngồi bên bờ giếng guồng sợi. Cô ta lấy kim đâm vào đầu ngón tay, khua cả bàn tay vào bụi gai để máu thấm đỏ ống sợi. Rồi cô ta đem vứt ống sợi xuống giếng và tự mình nhảy xuống giếng. Cũng như chị, cô ta đến một cánh đồng cỏ đẹp đẽ và cũng đi theo con đường mòn như vậy. Khi cô ả đến lò bánh mì cũng kêu: Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra, hãy kéo chúng tôi ra, kẹo chúng tôi cháy mất. Chúng tôi đã được nướng chín xong từ lâu rồi mà. Cô ả lười biếng đáp: Ta mà lại có hứng với việc ấy ư? Làm cho ta bẩn người ra à? Nói rồi cô đi thẳng. Một lúc sau, cô ả lại tới chỗ cây táo. Cây táo gọi: Cô gái ơi, rung tôi đi, rung tôi đi cô gái. Táo của chúng tôi đã chín tất cả rồi. Nhưng cô ả đáp: Ngươi nói chi mà dễ nghe vậy? Để táo rơi vào đầu ta à? Nói rồi cô lại tiếp tục đi. Khi tới trước cửa nhà bà Chúa Tuyết, cô chẳng sợ hãi gì cả, vì cô đã được nghe kể về hàm răng to nơm dễ sợ của bà. Cô nhận lời ở lại giúp việc cho bà. Ngày đầu tiên, cô ả ráng sức làm việc, tỏ ra chăm chỉ. Bà Chúa Tuyết bảo gì, cô ả cũng làm ngay cái đó, vì cô ả nghĩ tới số vàng mà bà Chúa Tuyết sẽ thưởng cho cô. Nhưng sang ngày thứ hai, cô đã bắt đầu dở cái thói lười. Sang ngày thứ ba lại càng lười hơn. Sáng ra cô không buồn dậy nữa. Cô cũng không dọn giường cho bà Chúa Tuyết, công việc mà lẽ ra cô phải làm hằng ngày. Đã thế, cô cũng chẳng chịu rủ đệm cho lông bay xuống. Lâu dần, bà Chúa Tuyết cũng đâm ra chán và bảo cô ả lười biếng thôi không làm việc nữa. Cô ả thấy vậy mừng thầm và nghĩ bụng: Giờ chắc sẽ có mưa vàng. Bà Chúa Tuyết dẫn cô tới cổng. Khi cô vừa đặt chân tới thềm cổng thì một nồi nhựa thông đổ xuống, chứ chẳng phải mưa vàng nào cả. Bà Chúa Tuyết nói: Đây là phần thưởng cho cái công làm việc của con. Nói rồi bà đóng cổng lại. Khi cô ả về tới nhà, người dính đầy nhựa thông,
con gà trống đứng trên thành giếng nơm thấy cất tiếng gái. Kikeriki, gái dơ gái bẩn nhà ta đã về. Và nhựa thông dính chặt lấy người cô suốt đời, không chịu rời ra nữa. Câu chuyện bà chúa tuyết cho chúng ta thấy rằng sự thành công và hạnh phúc chỉ đến với những ai siêng năng và chịu khó làm việc. Còn đối với những người lười biếng, không bỏ sức lao động ra để làm lụng, mà lại luôn mơ đến cuộc sống giàu sang và sung túc, thì có ngồi mơ cả đời, giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Những giấc mơ ngọt ngào nhất sẽ đến với bạn khi bạn chìm vào giấc ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.